Cập nhật về thị trường hàng hóa, thưa quý vị, lực mua đã quay trở lại và chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa sau ngày điều chỉnh giảm trước đó. Chỉ số hàng hóa MXV Index đã đảo chiều tăng gần 0,5% và lên mức 2.538 điểm, với giá trị giao dịch toàn sở tiếp tục ghi nhận mức tăng đạt hơn 9%, với mức là 7.300 tỷ đồng. Còn trên thị trường năng lượng thì dầu WTI tăng hơn 1,2% và lên mức 86,92 đô la Mỹ một thùng. Dầu Brent thì tăng được 0,77% và lên mức là 93,96 đô la Mỹ một thùng. Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thì vẫn đang là yếu tố chính để hỗ trợ cho giá dầu. Cùng với đó thì một số những cái nhà máy sản xuất và vận chuyển đã phải tạm dừng hoạt động do căng thẳng quanh khu vực Biển Đen. Và một diễn biến khác cũng rất là đáng lưu ý phải kể đến, đó là mức giảm mạnh của giá cà phê Arabica trong ngày hôm qua. Cụ thể là mặt hàng này đã giảm gần 5,7% và chốt ở mức trên 3.455 đô la Mỹ một tấn. Như vậy là cà phê Arabica đã xuống mức thấp nhất trong vòng 17 tháng trở lại đây.